Nhưng mà chúng ta nói tới cái giá tương lai của Ethereum đó trong năm nay thì thực sự mà nói chúng ta lên những trang web đó không có nhiều người nói về chuẩn đoán giá của Ethereum không giống như là Bitcoin để thường chia sẻ một cái thông tin với các bạn đây là thông tin mình thường đã dành thời gian hồi sáng này để mà thu thập thông tin này đó thì rất là dễ hiểu các bạn thấy là bên tay trái đó là ai đưa ra dự đoán giá kế tiếp đó là các bạn thấy là dự đoán giá cho đồng nào và kế tiếp nữa là cái thời gian cái giá dự đoán này là khi nào có nghĩa là từ đây đến cuối năm 2021 hay là sau này một khoảng thời gian nào đó và chúng ta thấy được là cái giá là dự đoán giá là bao nhiêu và cái nguồn là nguồn nào tôi theo là các bạn thấy là Contagraph, Crypto Potato những nơi nào mà đưa ra cái dự đoán giá này thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào Bitcoin đi tại vì Bitcoin là một đồng lớn thì có rất nhiều cái dự đoán giá cho năm 2021 này chúng ta bây giờ hãy để các filter vào và thuận chỉ nhìn vào tài liệu cho năm 2021 mà thôi tài liệu tương lai chúng ta chưa muốn nói tới bây giờ và chỉ nhìn riêng đồng Bitcoin thôi thì các bạn thấy được là rất nhiều người nổi tiếng đã đưa ra trận đón giá cho Bitcoin và rất nhiều trận đón giá là các bạn thấy là giá cả có thể nói là thấp nhất là khoảng 50.000 và cao nhất các bạn thấy được là lên tới cái con số là 318.000. Các bạn thấy là những cái nhà đầu tư lớn, những công ty lớn cũng đã đưa ra trận đón giá cho Bitcoin như là Citibank. Thì ngân hàng Citibank đã nói là Bitcoin trong năm 2021 này có thể lên tới là 318.000 Đây là cái trận đón giá cao nhất trong những cái trận đón giá mà chúng ta đã nhận được từ những người nổi tiếng Kế tiếp các bạn thấy được là Blockfire, Simon Dedic thì đưa ra cái trận đón giá là 150.000 từ đến cuối năm Mark Jesco của Morgan Creek thì là 100.000 từ đến cuối năm, plan B dựa theo combo hình stock to flow thì dự đoán là từ đến cuối năm là 100.000 đô, Woollywoo một nhà phân tích giá on chain nổi tiếng thì dự đoán là từ đến cuối năm giá Bitcoin sẽ là 200.000 đô. Morgan Creek Anthony Pomliano thì đưa ra dự đoán giá là 100.000 đô từ đến cuối năm, Mark Kaiser thì là 220.000 từ đến cuối năm ngân hàng JP Morgan 146 000 từ đến cuối năm. Thực ra những cái thông tin này tôi đã chia sẻ trong nhiều video trước đây, tôi chỉ tổng hợp lại để thuận cho các bạn thấy được là một cái cách tính là chuẩn đoán là từ đến cuối năm chúng ta có thể thấy được cái giá nào cho Ethereum, có thể thấy được cái giá nào cho Bitcoin và các bạn thấy được là Bloomberg Crypto Outlook thì Bloomberg đưa ra chuẩn đoán giá là 50 000 từ đến tới cuối năm. BTIG Julian Emmanuel thì cũng tương tự là 50.000 Robert Kiyosaki, các bạn có đứa là tác giả của quyển sách Cha giàu cha nghèo thì đưa ra cái chữ nón giá là 50 000 Từ đến cuối năm trên Bitcoin Preston Site thì đưa ra chữ đón giá là 100 ngàn Airport chữ nón giá là 50 000 và những bài nào mà theo thuần capital cũng đã biết là từ năm 2019 à, uh, Thuần đã đưa ra một chữ đón giá là Bitcoin năm 2021 này Sẽ là 91.591 Dựa theo cái tài liệu là những gì đã xảy ra sau những đợt halving trước đây Thì chúng ta thấy được đó là có một cái giả thuyết Trong khoa học nói là nếu như một người rồi đó đưa ra một chẩn đoán đó thì cơ hội sai rất là cao, nhưng mà ngộ một cái là nếu như mà nhiều người đưa chẩn đoán thì cái cơ hội sai nó lại thấp hơn. Giống như là các bạn thấy là trong một cái hộp đi, trong hộp đó là để một đống kẹo thì câu hỏi là các bạn nhìn vào cái hộp đó đoán là trong hộp có bao nhiêu viên kẹo thì mọi người sẽ đưa ra một cái chẩn đoán là cho hộp bao nhiêu kẹo thì họ đưa ra một cái thử nghiệm là ở trong một cái à, cuộc gọi là carnival đó có nghĩa là một cái đợt tổ chức những cái trò chơi mà các bạn thấy là mọi người đều tụ tập về thì mọi người đều đưa ra cái chuẩn đoán là trong cái hộp đó là có bao nhiêu viên kẹo thì nếu chúng ta tính một người ngày sau người kia đó thì cơ hội sai rất là nhiều nhưng mà khi chúng ta tính hết những con số mà tất cả mọi người đã tham gia vào chuẩn đoán đó rồi chia ra trung bình thì cái số lượng kẹo trong hộp với lại cái số lượng kẹo trung bình là gần như là giống nhau có nghĩa là mỗi người thì cơ hội sai rất cao nhưng mà hợp lại tổng hợp nhiều người thì cơ hội sai nó thấp hơn lý là tại vì các bạn thấy được là chúng ta có cái cơ hội để mà chia ra trung bình của cái tỷ lệ sai để cho cái tỷ lệ sai nó thấp hơn thường hy vọng là các bạn hiểu ý của thùng muốn nói thì nghĩa là sao nghĩa là các bạn thấy là nhiều người thì đưa chuẩn đoán giá thì mỗi một người này đều có cơ hội sai rất là cao nhưng mà khi ta tính cái giá trung bình á thì cái cơ hội sai sẽ thấp hơn thì nếu chúng ta tính cái giá trung bình của tất cả những người mà thùng mới vừa uh, chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy được là trung bình thì chúng ta sẽ thấy được để thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn. Thì trung bình chúng ta thấy được là cái chuẩn đón giá bây giờ cho Bitcoin từ đến cuối năm là chúng ta thấy là Bitcoin có thể lên được con số là 123.257 từ đến cuối năm. Khi chúng ta lấy cái số giá trung bình của tất cả những người mà uh, thường mới chia sẻ với các bạn, những nhà đầu tư nổi tiếng và cộng với lại cái chuẩn đón giá của thường Capital thì từ đến cuối năm chúng ta có thể thấy được cái giá Bitcoin là 123.257 và đây là cái mức mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng sẽ nói tới Ethereum đi Ethereum đó thì không có giống như vậy Bitcoin thì chúng ta nói là từ đây cuối năm có thể thấy được con số là 123.257 đô Trong đồng Bitcoin chúng ta hy vọng là chúng ta thấy được cái con số này Thật ra mà nói là qua 100.000 thôi là đã rất nhiều người vui rồi Chứ đừng có nói tới là tới 123.000 Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn vào Ethereum đi Ethereum thì khó hơn tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được Ethereum đó Nói về chuyện đón giá tại vì nhiều bạn rất là muốn Thuận chia sẻ về cái suy nghĩ của Thuận về giá của Ethereum tại vì thường đã chia sẻ nhiều lần là Bitcoin thường rất tin tưởng là sẽ đạt được cái mức độ 100 ngàn nhưng mà Ethereum thì không có nói nhiều về Ethereum thì tại sao các bạn thấy được là Ethereum bây giờ trên thị trường nó không có nhiều những nhà đầu tư nổi tiếng đưa ra chuẩn đoán giá tại vì là chúng ta thấy là những nhà đầu tư nổi tiếng đã bắt đầu chú ý đến Ethereum rất nhiều những nhà đầu tư nổi tiếng đã thu mua Ethereum nhưng mà vẫn chưa có đưa ra những cái chuẩn đoán giá và các bạn thấy được là những người nổi tiếng mà thường có thể tìm kiếm được ngày hôm nay là những người như là Sison Derek cũng có đưa ra cái chuẩn đoán giá liên quan đến Bitcoin. Đây là một cái nhà phân tích giá của BlockFire. Chuẩn đoán là Ethereum từ đến cuối năm, một đồng Ethereum có thể lên tới là 9.000 đô. BlockTown Capital Management có thể lên tới là 9.000 đô cho một đồng Ethereum. Andrew Keys chứng đoán là Ethereum sẽ lên tới cái mức là 2.000 đô. Daily FX, uh, Daniel Moss, nhà phân tích Daniel Moss của Daily FX, nói là Ethereum có thể lên tới là 2.000 đô. Long forecast thì nói là Ethereum có lên tới cái mức là 5.997. Những cái YouTuber nổi tiếng như là Mark Davis mà hầu như thường thấy hầu như là ngay cả Ivan Tech cũng chẩn đoán là Ethereum có thể đạt tới cái mức là 20.000 đô từ đây đến cuối năm. Và thuận Capital thì nghĩ là Ethereum có thể lên tới cái mức là 12.344. Thì tại sao mà thường có thể đưa ra cái con số này? Thì thường tính theo một cái suy nghĩ, Thực ra mà nói đây là cái giá trung bình của hai cái tính để thường chia sẻ của bạn là cái tính đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào năm 2017 đi thì chúng ta nói đơn giản là Ethereum cái đỉnh cao là 1.400 đô Bitcoin cái đỉnh cao của năm 2017 là 20.000 đô thì các bạn thấy được là ở cái đỉnh đó đỉnh dưới đỉnh thì Bitcoin với Ethereum thì giá Bitcoin là hơn Ethereum là 14,28 lần có nghĩa là nếu chúng ta tính tương tự đi là năm 2021 này nếu như mà cái đỉnh của Bitcoin là 123.257 như là thường mới vị chia sẻ đó thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ethereum tính theo cái phần trăm tăng trưởng đó tương tự như năm 2017 so với lại Bitcoin có nghĩa là cách nhau là 14,28 lần thì Ethereum có thể lên tới cái giá là 8.627 đô cho một đồng Ethereum nếu như mà mọi chuyện xảy ra như là năm 2017. Đây là cái trận đấu giá đầu tiên nhưng mà muốn chắc chắn hơn nữa thì thường phải chia ra một cách tính khác nữa thì chúng ta thấy được là Bitcoin đó nếu như mà lên tới cái mức là 123.257 nhưng cho từ đến cuối năm là khoảng 17,8 triệu Bitcoin tổng cộng. Các bạn thấy được con số này thuận lấy từ đâu? 18,7 triệu Bitcoin tổng cộng đó là lấy từ những cái trang web như là uh, Bitcoin Wiki, các bạn thấy được là chứng đoán là tới cuối năm 2021 là sẽ có tổng cộng là 18.703.125 Bitcoin tại vì sao? Tại vì mỗi một uh, lóc Bitcoin là 10 phút và bây giờ là mỗi 10 phút là cho tổng cộng là 6,25 Bitcoin mỗi 10 phút thì cứ tính lên như vậy thì sẽ có nhiều Bitcoin từ đến cuối năm hơn là cái thời điểm bây giờ thì chúng ta tính luôn cái phần đó vào và các bạn thấy được là chứng đoán là có 18,7 triệu Bitcoin từ đến cuối năm nhưng cho cái giá là 123 257 mà chúng ta mới về chuẩn đoán đó cái giá trung bình mà tính luôn những người mà chuẩn đoán giá trong năm 2021 này thì Bitcoin có thể lên cái giá là 123.257 thì có nghĩa là tổng số vốn hóa của Bitcoin từ đến cuối năm có thể lên tới là 2,3 nghìn tỷ thì 2,1 nghìn tỷ này so với lại tổng số hóa vàng đó là 12 000 tỷ có thể các bạn thấy là Bitcoin 123.000 là con số quá cao nhưng mà khi các bạn nhìn và một cái kênh khác so sánh với lại cái thị trường vàng đó nếu như bitcoin là vàng điện tử mà bitcoin lên tới cái mức là 123.000 đô thì tổng số vốn hóa bitcoin chỉ có 2,3 nghìn tỷ mà thôi so với lại thị trường vàng là tới 12 nghìn tỷ thì chúng ta sẽ thấy được là bitcoin cho dù đến cái mức là 123 000 thì cái phần trăm bitcoin so với thị trường vàng chỉ có là không tới 20 phần trăm thì chúng ta thấy được là nếu chúng ta tính theo cái cách này thì có một điều rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn có thể là các bạn không có để ý đến Chúng ta nhìn vào cái thời điểm mà năm 2017 đi. Chúng ta nhìn vào cái phần trăm vốn hóa thị trường, nghĩa là thị phần đó. Thì chúng ta nhìn vào thị phần của Bitcoin với lại Ethereum. Và chúng ta sẽ nhìn vào năm 2017. Thì các bạn thấy được là cái đường mà màu vàng trên màn hình đó đây chính là cái phần trăm vốn hóa thị trường của Bitcoin và cái đường màu xanh đậm bên dưới đó chính là Ethereum. Thì các bạn thấy là để zoom vào hay thấy rõ hơn là cái thời điểm tháng 6 của năm 2017 đó thì đã có một cái thời gian ngắn cái phần trăm trên thị trường của Bitcoin là 37,84% nhưng mà Ethereum đã lên tới 31,17% có nghĩa là thời điểm đó đó Ethereum và Allcoin đang chiếm cái tỷ lệ rất là cao trên thị trường mà Bitcoin chỉ còn có 37,84% mà thôi thì thường tin tưởng là cái đợt này điều đó cũng có thể xảy ra sẽ có một cái thời gian cái phần trăm vốn hóa thì của bitcoin trên thị trường sẽ giảm xuống và vốn hóa của bitcoin sẽ tăng lên khiến cho các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng cho cái mùa bitcoin và nếu chúng ta nghĩ điều đó sẽ xảy ra thì chúng ta tính cái phần trăm đi nếu như mà bitcoin có thể lên tới 2,3 nghìn tỷ mà lúc đó đó thì tổng số vốn hóa của bitcoin là 37,84 như là năm 2017 đi ethereum chiếm tới 31,17% thì lúc đó tổng số vốn hóa của ethereum trên thị trường sẽ lên tới là 1,8 nghìn tỷ, gần 1,9 nghìn tỷ. Thì nếu chúng ta chia ra tổng số lượng Ethereum có thể có từ đây cho đến cuối năm, đương nhiên các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum đó, nhưng zoom ra để các bạn thấy rõ ràng hơn, thì cái số lượng của Ethereum là tổng cộng có 114 triệu Ethereum tổng cộng. Và từ đây đến cuối năm, đó, từ ngày 10 tháng 1 cho đến cuối năm thì có thể có thêm 4 triệu Ethereum tại vì mỗi một ngày chúng mình thấy là có thêm tổng cộng là 11.520 Tether được đào. tại vì các bạn thấy được là mỗi một ngày thì Tether sẽ được đào ra và bây giờ là trung bình là 11.520. nhưng mà thường nghĩ là cái số Ethereum được ra đời mỗi ngày đã sẽ bị giảm xuống khi mà chúng ta càng ngày càng tiến tới Ethereum 2.0 và khi chúng ta có những cái đề xuất như là nhớ là cái đề xuất mà đốt phí Ethereum đó thì cái số Ethereum trên thị trường càng ngày sẽ ít đi. nhưng mà chúng ta chỉ tính những gì chúng ta biết ngày hôm nay là mỗi một ngày có thêm 11.520 TMM thì chúng ta tính luôn và cái số lượng item mà chúng ta có hiện bây giờ trên thị trường là 114 triệu thì tổng cộng chúng ta sẽ có từ đến cuối năm là 118 triệu item thì chúng ta lấy tổng số vốn hóa có thể có là gần 1,9 nghìn tỷ khi chúng ta tính theo cái phần trăm của thị phần mà lúc mà item tăng cao của năm 2017 đó sau là Bitcoin thì nếu chúng ta tính theo cái cách này thì bạn thì được là một đồng Ethereum có thể lên tới cái mức là 16.000 đô 16.061 đô nếu như mà cái thị phần của Ethereum có thể là trở lại 31% mà Bitcoin có thể lên tới cái mức là 123.000 thì Ethereum có thể là 16.000 đô cho đồng Ethereum thì chúng ta tính trung bình đi để thuận tính trung bình hai cái giá này tại vì các bạn thấy được là tính theo hai cách này đó thì cái giá khác nhau cũng rất là nhiều cái giá này đã gấp đôi cái giá 8.600 đô rồi thì trung bình chúng ta thấy được là 12.344 đô đó là lý do tại sao mà thuận cap được có thể đưa ra cái con số là 12.344 đô trong một đồng Ethereum từ đến cuối năm và đương nhiên các bạn thấy được là đây chỉ là tính dựa theo những cái tài liệu quá khứ mà thôi đương nhiên là tương lai không ai biết được tại vì các bạn cũng đã biết là tính theo quá khứ đó thì tháng 2 của năm nay Bitcoin mới rời khỏi 20.000 đô nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là chỉ cái tháng 1 của năm nay thôi năm 2021 này Bitcoin đã tới 38.000 đô rồi thì đương nhiên tính theo quá khứ không phải lúc nào cũng đúng nhưng mà cũng cho chúng ta có được một cái chuẩn đoán giá Tại vì nhiều bạn hỏi thường về chứng đoán giá của năm 2021 này Thì tính trung bình Tính luôn những chứng đoán giá của những người khác đó Tại vì chúng ta muốn tính cái trung bình chung tích của tất cả mọi người Khi mà đưa ra cái chứng đoán giá Thì trung bình chung của tất cả mọi người các bạn sẽ thấy được là một đồng Ethereum sẽ có cái giá là khoảng 8.620 đô Như mình nhìn thấy trên màn hình Thì chúng ta thấy được là nếu như mà các bạn muốn tính tổng hết những người nổi tiếng công với lại cái tính của thùng capital thì một đồng bitcoin từ đến cuối năm sẽ lên tới 123.257 và một đồng ethereum từ đến cuối năm sẽ lên tới 8.620 thì đây là một, cái tính rất là đơn giản để cho các bạn có thêm một cách suy nghĩ để các bạn có thể tự tính ra cái giá mà các bạn cảm thấy hợp lý khi mà chúng ta nói tới cái giá của ethereum và trong thời điểm này thì chúng ta thấy được là Bitcoin thì lại tiếp tục có cái sự hồi phục nhiều người đã nhảy vào mua Bitcoin đẩy giá ngược trở lên bây giờ đã lên qua khỏi 38.000 đô rồi cho nên đây cũng là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là thị trường bây giờ rất khác năm 2017 tuy là chúng ta nghĩ là điều chỉnh sẽ có nhưng mà điều chỉnh khi nào thì khó nói vô cùng tại vì mỗi lần Bitcoin đi xuống thì lại có nhiều người chờ sẵn đi mà mua cho nên chúng ta không biết được là khi nào thì Bitcoin mới có cái sự điều chỉnh và đây là những cái thông tin liên quan tới trường đón giá của Bitcoin tiêu nước giá của Ethereum trong năm 2021 này mà tôi muốn mang đến cho các bạn.